bị đỉnh đau hả hay là cái nào? Ho cảm à? Ho hả? Cảm rồi mấy ngày trước mà kiểu ho nhau quay ngồi đi ăn bắp mà cô lại về chưa đây ho dữ rồi. Bắp gì? Bắp từ chưa làm chưa ăn là ho. Ờ, có mấy con nó nghe chứ ai nghe. Đó. Chị bé, em xin được cỡ 7 giờ em qua được không? Bây giờ chị nghĩ mà... Anh chị lắm nhà em còn ánh đó. Dạ. Giờ em đi sớm hơn đi. Sớm hơn, 6 giờ xong hơn chị. 6 giờ gì? 6 giờ em. À, 6 giờ chị. Em còn đắp mặt rồi nha. Dưới đèn thôi nha. Xích mình thôi. Bé nó xin em mấy anh? Hả? Bé nó xin em mấy? Xíu.
Đang ngủ giật mình dậy đi nàng buồn á. Dạ. Có thể nói mà. Ừ. Nếu là em định đi sớm hơn nhưng mà em buồn ngủ quá. Ừ. Nhiên chịu. Mới lúc này mình có cái nghe xin mời tử. Chị bán đừng có cỡ lại. Cục đây. Mười phút muốn lâu quá trời. Đúng một cái được câu nhiều mà mấy cái rồi hút rưỡi nha cục nữa cái cục nữa. Tắt đi em để ý đến tắt cũng được nhỏ.